Phan mến chào cô chú anh chị em. Bữa nay tháng 9 mùa thu rồi thì Thư Phan nhớ không lầm mỗi năm á là trời lạnh á là hành nó mắc dữ lắm. Cho nên bây giờ tranh thủ trồng rồi vì hành nó chịu mát chịu lạnh giỏi. Thì hè Thư Phan đi Việt Nam cho nên là không có tưới hành nó chết hết trơn. Giờ Thư Phan phải đi mua gốc về trồng lại. Thì Thư Phan mua 45 cent một bó, bó chắc cũng 5 6 cộng gì đó. Giờ là Thư Phan sẽ xuống hành để trời mát trời lạnh là mình có hành mình ăn, không có bị đi chợ mà một đồng một bó hay là hai đồng gì đó. Những mắt mà còn không có mà lạnh lẽo phải đi mua nữa, ở nhà mình ra mình cắt cái là mình có ăn cô chú anh chị em, rất là tiện. Rồi Thư Phan mở thùng nó ra hết rồi nè cô chú anh chị em. Phan sẽ ra xới đất lên rồi nhắc nó xuống thôi. Phan mới mua đất ngày hôm qua đổ vô. Ngày hôm qua chồng Thư Phan mua cho Thư Phan một gia đất. Thư Phan bỏ vô mấy cái bét nè cô chú anh chị em. Thì thường thường mùa này đó là Thư Phan hay đổ đất vô để ủ cho nó mùa đông á, rồi sang mùa xuân thì mình trồng. Cho nên là tất cả các bét đó Thư Phan, bét nằm trống đó Thư Phan bỏ hết. Thậm chí có những cây nhỏ nhỏ Thư Phan hy sinh luôn. Đây nè, như hẹ nè, bầu mùa này nó cũng lên luôn. Cái này là bét ngò gai, Thư Phan nhổ ngò gai hết rồi Thư Phan cho đất xuống. Cô chú anh chị em thấy không? Đổ đất vô hết. Coi như hầu như là bích hết 70-80%. Những cây nào còn thì Thư Phan để lại. Đất nguyên luôn á, không có, Thư Phan chưa có pha trộn gì hết. Giờ Thư Phan sẽ bỏ hành xuống. Thì trời lạnh này chỉ có cải, hành, Thư Phan xịt ướt hết. Thư Phan mới trồng xuống, không có phân thuốc gì hết nha các anh chị em. Thư Phan sẽ xịt nước cho nó hết luôn. Phải ướt đều hết chứ mình trồng xuống rồi mình xịt nó ngã hết cái cây giống kem. Hành nó mà muốn trồng mà không có bị gãy ngã đó, cô chú anh chị em pha một tí xíu bitmot, không phải muối Epsom salt thì một ga lông là một muỗng, rồi tưới vô trong đó đó là hành nó không có bị gãy. Nhưng mà khi thời tiết gió mưa bão sấm sét thì nó gãy là cái chuyện đó là thôi, đó là không có cứu được rồi nhé anh chị em. Chỗ này Thư Phan trồng ớt, bây giờ nó chết hè Thư Phan đi đó, nó còn mấy cây nè cô chú anh chị em. Thư Phan để luôn, biết đâu nó đang ra lại, nó đang ra bông lại. Thư Phan phải cho nó ướt hết đất. Này là Thư Phan không có bỏ miếng phân cái gì hết nha cô chú anh chị em. Hành nhiều khi mình ăn thực sự nhiều khi sâu bệnh thì có nhưng mà Thư Phan ít khi xài, không được Thư Phan cắt dục hết, Thư Phan trồng khác. Hành thì nó không có bệnh nhiều cô chú anh chị em, không có bệnh đâu. Nó giống như một loại gia vị cho nên là côn trùng nó cũng ít khi nào lui tới. Đất này đất mới, đất giống như là đất rừng hay sao đó cô chú anh chị. Toàn là vỏ cây, ướt cái gì tùm lum tùm la. Tôi phải mua một gia 50 đồng. Mới đổ ngày hôm qua nè. Này là có cây điên điển nè cô chú anh chị em.
Nhưng mà nhìn cái màu đó thì tốt, giống như là xác của mấy cái cây nó phân hủy rồi, chưa có hết đó cô chú nè, còn á. Sáng chưa có muốn trồng mà tự gì hành mới mua ngày hôm qua cho nên hơi trồng luôn cho rồi. Với lại hành thì cũng không có làm gì nhiều. Mấy bé tư phan này xài mấy năm cái mục á, mỗi lần mục thì ông xã tư phan đóng bảo trì cho nó. Mùa này cô chú anh chị em đi Walmart á, coi có gì nó sale không, phân thuốc gì đó. Tôi đang thấy Walmart nó hay sale mùa này lắm đó cô chú anh chị em. Rồi, tôi đang để chút xíu nó rút nước rồi tôi đang cắm xuống. Bữa nay không có xài đũa nữa, xài cái giết chì. Tại thưa con tôi đang nó không có xài, nó bỏ nè. Để mất công tốn chiếc đũa, xài xong tôi hoàn dục chiếc đũa. Mới màu gai ngày hôm qua đó, nãy Thư Phan có nói đó, cái trước khi đổ đất xuống Thư Phan móc nó lên, giờ bỏ đất xuống xong rồi nè, tí nữa Thư Phan tưới cho đất nó ướt hết, xuống hành xong rồi Thư Phan xuống màu gai luôn, còn không là chừa một ít bỏ vô chậu đem vô trong patio để mùa đông mình có màu gai mình ăn, chứ Thư Phan không có greenhouse là ở ngoài này nó chết hết. Bây giờ tôi phang lấy cái giết chì á, tôi phang đâm xuống, bỏ xuống cho anh chị. Trồng hành là đơn giản nhất, dễ trồng nhất, không có cần chăm gì hết á, nhưng mà xuống trồng nó lúc nào. Hành nó chịu mát lạnh chứ không chịu nóng. Nếu mà mình trồng nghịch mùa hồi trước, nếu mà mình trồng mùa nghịch mùa đó thì cô chú anh chị em canh chỗ nào mát thì khi mà mình trồng á, nó không có chết, nó không có, nó vẫn tốt là được gì ở dưới bóng mát. Và cái cẩm thạch từng dây lá hướng chanh, tôi phải nhớ là mùa lạnh á, hành ở chỗ tôi phải mắc chứ lắm, mà không có nữa chứ không phải là mắc mà không có hành luôn, cho nên năm nào tôi phải cũng canh tháng này tôi phải trồng. Mùa đông không, mùa hè ở mùa thu đông không cần phải đi mua hành, có khi nó lớn vào mùa xuân lạnh nó sống á, nó cũng ok. Vỏ cây gì đâu không à, nhưng mà tôi phải nghĩ nó tốt là tại vì nó phân hủy chưa hết trong, cho nên trong đất có thể nó tốt cô chú anh chị em, mà đất này thì không có cỏ nhiều nữa, tự nó mục lâu năm, tôi phải nghĩ vậy đó, cái thời gian nó mục lâu rồi đó, nó không có còn giống như những trong cái phân ngựa rồi, phân gà gì đó, nó còn hột nó lên cỏ như rừng á. Tôi phải cấy một bét thôi, nếu mà dư thì cấy thêm bét kế bên,
Từ mùa này thì chỉ có cải thôi, mấy loại cải. Tôi mang cái một vét hành rồi, có cây ớt lẫn lộn, một cây điên điển ở trên, có bóng mát luôn của chú anh chị em. Không có gì đơn giản bằng trồng hành, chú anh chị em thấy không? Không phân, không thuốc, không gì hết. Vậy chứ chừng vài ngày, tuần lễ bắt đầu nó tỉnh dậy là xanh tốt. Sau khi tôi phan nhổ lên rồi chồng tôi phan bỏ đất rồi tôi phan cắm trở xuống, nó còn hơi nhấp nháp chưa tỉnh. Bên tôi phan đang nóng, ngày mai đóng nóng 105 độ của chú anh chị em, nó rất là nóng nhưng mà ngồi gai thích mát. Tôi phan trồng dưới bóng của cây gất á, cho nên chắc chịu nổi không sao hết. Trải qua được cả một cái mùa hè thì lạnh thì lạnh mà mát nó thích lắm của chú anh chị em. Có năm tôi phan trồng mà lạnh nó không có chết, cái gốc nó rất là cứng. Hy vọng năm nay tôi phan giữ được, không có bị chết. Nhưng mà ngồi gai thì cũng dễ.